Rồi giờ để mình cắt cái lọc nhớt này ra coi tình hình bên trong như thế nào nha. Rồi bên trong cái lọc nhớt nha mấy fan, này nó có cái lọc nhớt nè, rồi nó có dơ gì lắm không nha, có cái lò xo này để búng cái lọc nhớt ra. Lọc nhớt cũng ổn nha. Nói chung mình thấy cái lọc nhớt mà nó có càng nhiều những cái đường gân sọc này nè là càng nhiều lá, giống như là lá phổi, càng nhiều lá lọc thì càng tốt. Còn lọc nhớt mà nó ít cái này quá là cái gia diện tích của cái lưới lọc nó ít, nó không tốt bằng ha. Rồi thì bên trong lọc nhớt chỉ có vậy thôi. Này là cái coi lọc, này là cái vỏ lọc như cái lò xo.